Ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet và Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020-2025. Theo đó, hai bên cam kết cùng nhau nghiên cứu, hợp tác nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2020-2025 thuộc các lĩnh vực: xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin tập trung trong công tác xúc tiến thương mại, doanh nghiệp, mạng lưới xúc tiến thương mại, báo cáo, nghiên cứu thị trường, chỉ dẫn địa lý các cụm, khu công nghiệp; hợp tác nghiên cứu khả năng xây dựng các sàn giao dịch thương mại điện tử, nền tảng hội chợ, triển lãm trực tuyến; xây dựng, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu; xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning; nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để vận hành hệ thống; tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chuyên ngành và các ứng dụng công nghệ thông tin khác hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất là mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh Covid thì nó lại càng tạo ra một cái động lực lớn hơn cho các nền kinh tế, các cơ quan chính phủ cũng như là các doanh nghiệp. Chính vì vậy cho nên là từ đầu năm đến giờ thì Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương đã có nhiều những cái hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tuy nhiên thì chúng tôi cần phải có những cái sự đồng hành của các chuyên gia cũng như là những cái doanh nghiệp mà chuyên về công nghệ thông tin để hỗ trợ chúng tôi có những cái hoạt động chuyển đổi số một cách đúng hướng cũng như là hiệu quả. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi đã tìm đến cái đối tác của mình, đó là VNPT và Vinaphone. Chúng tôi tin tưởng vào cái năng lực của Vinaphone, VNPT và hy vọng rằng là với cái sự đồng hành, cái sự kết hợp này thì sẽ tạo ra được một cái hiệu quả cao, lớn để mà hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất trong quá trình chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Dự kiến các hoạt động huấn luyện và đào tạo về công nghệ thông tin, các hoạt động hướng dẫn và tư vấn nhằm phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin sẽ được hai bên lên kế hoạch triển khai nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp và hệ thống xúc tiến thương mại. Với năng lực nội tại của VNPT Vinaphone về công nghệ và sự liên kết chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến thương mại của Cục Xúc tiến Thương mại, hoạt động hợp tác hai bên sẽ là cơ sở vững chắc cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại. Dựa trên những nghiên cứu và tìm hiểu sát thực tế, các ứng dụng do hai bên hợp tác phát triển sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực cho hoạt động xúc tiến thương mại trong thời gian tới, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu.